vâng thưa quý vị ngày hôm nay mật lâm cùng với quý vị là một món ăn mà người miền tây à, lúc nào cũng có thể ăn được và lúc nào họ cũng thể làm được quý vị đó là món mắm lóc chân với lại thịt ba rọi thì mắm thì quý vị biết nó mắm chân nó có hai loại một là chân nguyên con hai là bầm ra chân chung với lại những cái gia vị với lại thịt bầm rôn là chân đó là chân khô khi mà nó giống như là cái um, miếng chả mà để ăn cơm tấm rồi, mà vậy quý vị còn riêng về mắm lốc á, mà để nguyên con để chân á, thì nó lại khác Cái mắm lóc nguyên con chân á, thì nó, nó nó làm cho cái con mắm nó rụt ra Và nó hòa với lại cái thịt ba rọi và nó làm cho cái hương vị nó khác cái mắm chân mà khô rất nhiều Ngày hôm nay Mật Lâm sẽ trình bày cái món mắm chân này Quý vị chỉ có thể nó là làm trong vòng 10 phút là xong cái món này và cái món này ăn cơm đó Quý vị ăn vào mùa đông mà ngày lạnh đó, mà quý vị ăn mắm này đó thì mấy nồi cơm cũng hết không, quý vị nó ngon lắm, nó rất là ngon. cái 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 ngon của nó là nó vừa thơm cái mùi mắm của cá lóc, mà nó lại béo cái vị béo còn ngọt của 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 thịt ba rọi và cộng với cái chất ngọt từ những cái gia vị mà kèm theo đó, nó làm cho cái nồi mắm rất là hấp dẫn. và ngày hôm nay đó thì uh, mặt lâm có 300 gram thịt uh, mắm mắm lóc này quý vị, cái mắm lóc này đó quý vị khi mua đó quý vị chọn cái loại mắm mà thịt nó đỏ, nó còn đỏ đừng có để đen quá. Đen có nghĩa là mắm để lâu quá rồi, nó nó nó, nó kém ngon đi. Tuy nhiên mắm thì để lâu bao nhiêu cũng được nó sẽ không hư. Nhưng mà nếu càng lâu nó thì thịt nó cứng lại và nó không có mềm. Thì cái cái mắm mà quý vị chọn đó là cái mắm màu cái ruột nó cái thịt nó còn màu đỏ đó. Thì ngon có nghĩa là cái mắm nó nó ngon, nó mềm, nó, nó nó rất là mềm thịt. Ngày hôm nay là Mạc Lâm có 300 g mắm và đi kèm với mắm đó thì chúng ta có thịt ba rọi. Thịt ba rọi thì mặt lâm đó, thì cũng như thường lệ đó, mặt lâm thích dùng cái loại bacon hơn. Cái bacon cũng là từ ba rọi nhưng mà nó được qua chế biến rồi. Nó đã nó đã lọc hết cái chất mỡ đó, trong cái cái mỡ của nhiều lắm. Và Mạc Lâm cũng đã từng làm cái bacon này thì quý vị nếu cần có thể theo dõi cái cái chương trình làm bacon đó. Thì cái thịt bacon đó thì Mạc Lâm có 100 gram. Tức là nó chỉ bằng 1 phần 3 của, của mắm thôi cái thịt đây gần này là một phần đó thì mật Long cắt nhỏ này nhỏ như vậy còn cái phần còn lại đó thì mà mật Long cắt nó lớn bản một chút xíu cái lớn bản này đã để trên trên mặt thịt còn cái cái nhỏ thì là để để dưới thì bây giờ mật Lâm bỏ vào đây khi bỏ tới đâu mật Long giải thích tới đó và chúng ta chỉ cần là, là theo dõi cái cái số lượng thôi thì vì đầu tiên đó mặc lâm bỏ cái thịt bà rọi này cái loại mà nó cắt nhỏ đó quý vị ở dưới ở dưới cùng vâng tải nó ra tải nó ra và hai, hai cái con mắm này đó mặc lâm bỏ lên trên mắm này ngon lắm quý vị rất là thơm nó, nó tuy là chưa nấu mà nó đã thơm rồi Bây giờ đó Mật Lâm bỏ lên vào đây đó là cái salad mà hành hương đó quý vị nhớ là cái hành hương quý vị chỉ cần cắt nhỏ mỏng thì thôi chứ không cần phải băm đâu, cắt mỏng về cho nó thơm. Thì hành hương này đó chúng ta có 3 muỗng ăn canh, 3 muỗng canh hành hương cắt mỏng. Quý vị rải đều lên đây. Chúng ta có một một tép gừng, gừng thì quý vị cũng cắt thiệt mỏng ra như vậy, cái gừng nó làm cho cái 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 mắm của chúng ta nó ổn định lại, tự vì nó nó có chất hạ cái tất nhiệt đó, nó làm cho nó thơm cái nồi mắm nữa và một cái một cái vật liệu nữa không thể thiếu đó là à, củ hành tây, củ hành tây cũng quý vị cũng cắt mỏng lên như vậy và cũng khoảng ba muỗng ăn canh củ hành tây, tất cả những cái thứ này nó một nó sẽ hòa với mắm đó, nó sẽ ngon hơn là ăn thịt đó quý vị Bây giờ trên cùng ở chúng ta có đường thốt nốt, đường đường thốt nốt quý vị bỏ vào đây 20g dùm cho mặt lâm, 20g đường thốt nốt nha. Tiêu đó thì mặt lâm không có bỏ tiêu mà xây nhuyễn, mặt lâm sẽ bỏ loại tiêu mà tiêu hộp nhưng mà đâm giả ra nó còn lớn lớn hộp như vậy nè, cho nó 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 thơm và một và mục đích của nó đó là quý vị khi mà ăn gặp cái hột tiêu đó nó sẽ ngon hơn là giả nhiễn ở đây chúng mặt lâm bỏ vào đây một muỗng một muỗng cà phê chúng ta có một cọng hành hành xanh đó quý vị bỏ lên đây luôn cắt khúc này bỏ lên đây luôn hành xanh và có bốn trái ớt khô bốn trái ớt khô quý, quý vị cũng bỏ lên đây luôn dùm luôn cuối cùng đó thì cái thịt ba rọi thịt ba chỉ nó mà còn lại đó mà ở đây mật lâm dùng bay kịch đó thì quý vị lót ở trên mặt đó vâng và một một việc nữa không thể thiếu là dầu mè quý vị cho vào đây một chút xíu dầu mè lên trên này trên cái thịt này thôi quý vị vâng bây giờ chúng ta bỏ lửa mở lửa lửa lớn ra và quý vị bỏ cái này lên vâng cứ cho quý vị cho nước thịt sôi lên quý vị cho nước sôi lên và quý vị bỏ cái cái mắm của chúng ta vào quý vị không cần phải đổ đậy nắp nếu mà quý vị chưng cái mắm mà mắm khô đó có nghĩa là quý vị à, mắm bầm đó chưng với lại um, nó khô đó thì chúng ta phải phải đậy lên trên cho nước nó khỏi vào nhưng mà cái loại mắm này chúng ta cần nước vào nước vào nó mới làm cho cái con cá nó nó rụt ra và nó làm hòa hợp tất cả những cái gia vị này lại bây giờ chúng ta đậy nắp lại và khi nước sôi đó quý vị để cho nó thật sôi lên rồi quý vị hạ lửa xuống chỉ còn còn khoảng 60% thôi thì quý vị để trong khoảng 15 cho tới 20 phút quý vị phải thăm chừng nó khi nào nó chín thì chúng ta vớt nó ra Vâng thưa quý vị như vậy là chúng ta đã được nửa tiếng rồi quý vị bây giờ thì mặt Long nghĩ rằng cái tô mắm của chân của chúng ta đã chín bây giờ chúng ta mở nó ra coi để mà chuẩn bị để mà coi thử nó ra làm sao Vâng thưa quý vị bây giờ chúng ta mở nắp nó ra phần vâng, ra chín và nước đã thấm nhiều lắm đó quý vị bây giờ mật long có thể trình bày được với quý vị ở đây để quý vị thấy thứ nhất đó là những cái um, miếng thịt ba rọi mà ba chỉ mà bay kình chứ không phải là của cái ba chỉ thường thì nó vẫn còn tươi cái màu đỏ này quý vị thấy rất là đẹp và rất là thơm cái thứ hai nữa đó bây giờ quý vị, quý vị vạch cái cái thịt của của con cá lóc ra quý vị thấy nó nó mềm và nó rất là thơm và bây giờ nó nó mềm như vậy này quý vị, đó là thành công. Và khi mà quý vị mở ra vậy đó thì những cái vật dụng mà chúng ta ướp đó nó hòa lẫn ở trong này thì nó cho ra một cái món ăn rất là tuyệt vời. Bạt Lâm hy vọng rằng cái món dễ làm và là rất nhanh này có thể giúp cho quý vị quay quần ở trong nhà để mà có một bữa cơm thân mật và Bạt Lâm cũng nói thêm nữa là cái món này đó ăn kèm với rau sống dưa leo và nếu có khế thì càng tốt nữa quý vị đây là những cái món mà đi theo câm mắm này không có thể nào thiếu được nếu ăn mắm không với cơm thì cũng chán lắm mặt lâm hy vọng rằng quý vị sẽ có một bữa ăn ngon với món mắm, mắm chân thịt ba chỉ này